Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của Kim Minh nha. Ngày hôm nay mình chia sẻ với tất cả mọi người những cái điểm mà mình thấy ở bên nước Mỹ lần đầu tiên mình biết luôn. Và ngày xưa mình nghe những người họ định cư nước ngoài họ nói rất nhiều, nhưng mà ngày hôm nay mình là người trải nghiệm những cái cuộc sống hiện tại bên đây thì mình cảm thấy bên nước Mỹ này nó có cái nhà các bạn nó đều tấp nhau và nó rất giống nhau và rất là đẹp các bạn. Nó không có cái kiểu là nhà quá tệ. Mình có nghe chồng mình nói là có khu nhà ổ chuột nữa các bạn, nhưng mà cái khu mình ở là mình khi mà mình sống ở đây là mình thấy hầu như là đa phần là đẹp nhiều lắm các bạn. Và có lẽ là cho cái cách của họ điều hành một cái đất nước đó, và họ họ chăm lo về về cây cảnh, về môi trường, về tất cả mọi thứ họ đều bảo vệ hết. Cho nên khi mà mình sống ở đây mình cảm thấy một không khí rất là trong lành, và những cái điều mà mình phải tuân thủ ở luật Mỹ. Nếu như các bạn giống như là các bạn muốn nhà mình sạch thì các bạn phải dọn dẹp, và cái quy luật của cái người họ có cái giống như là cái người mà có được cái căn nhà sạch thì họ phải có những cái định luật nhất định của họ, ví dụ như là làm phải dọn dẹp liền, hoặc là ai bài là người đó dẹp hay gì đó, hoặc là bây giờ là tôi ra cái quy định là ăn xong là phải rửa chén úp lên rồi rồi phải ngăn nắp chỉnh tề, thì bắt buộc mọi người phải giống nhau thì căn nhà nó mới sạch sẽ được. Thì ở nước Mỹ này nó cũng có những cái định luật cứ giống như vậy đó các bạn, họ bắt buộc mình phải theo họ. Nếu các bạn ở chung với họ, họ bạn muốn ở bên một cái đất nước sạch sẽ thì bạn phải là người sạch sẽ và mình phải tuân thủ những cái điều đó. Và mình thống kê ra được một số điểm mà mình thấy là khi ở bên nước Mỹ là mình phải tuân thủ những cái luật của họ đó, và có những cái nó có ưu thế ưu điểm cho cái người mà định cư ở đây. Cái điểm đầu tiên là mình thấy rất rất là nhiều người thích luôn, đó là trường học công miễn phí. Và trường học công miễn phí đó nó giúp cho học sinh nó có được cái chữ nghĩa, và khi mà học con của mình lớn lên mà không có bị mù chữ các bạn. Và những cái trường học đó thì nó hỗ trợ cho cái người dân rất 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 là nhiều. Nếu như mà mình không có khả năng mình lo cho con mình ăn học thì mình luôn có những cái trường học công cho con mình đi học miễn phí. Nếu như các bạn có khả năng, các bạn có thể cho những đứa con của mình đi học những cái trường tư, là cái trường đó là những cái doanh nhân họ mở ra họ làm. Còn có những trường công này luôn 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 miễn phí đó. Tiếp đến là đi làm phải đóng thuế, vì cái điểm đóng thuế này mình thấy nó cũng rất là hay các bạn. Thứ nhất là khi các bạn đóng thuế là các bạn giống như là các bạn đang góp phần xây, ví dụ như các bạn xây thêm đường để cho những cái chỗ nào mà mình đi nó sẽ đẹp hơn, rồi chính phủ sẽ lấy cái tiền thuế nó xây những công viên, rồi họ sẽ lấy cái tiền đó họ chu cấp cho những cái trường học miễn phí như thế này, mướn thầy giáo cô giáo như thế này, hoặc là những cái tiền thuế đó họ sẽ đem vào họ họ trồng cây xanh, rồi họ làm những cái xung quanh, nói chung là xung quanh cái cuộc sống của mình đó các bạn. Và họ sẽ dùng những cái tiền đó họ để nuôi những người kêu bằng bảo vệ cái sự an toàn của mình. Đó là cái tiền đóng thuế. Và khi mà cuối cùng nữa mình là người hưởng, đó là khi mà các bạn về già các bạn được hưởng tiền hưu. Đó là cái điều mà cuối cùng mọi người đều muốn, đó là tiền hưu các bạn. Khi cho nên ai cũng đóng thuế rất là ngăn nắp và hầu như đóng rất là chỉnh tề. Nếu như các bạn muốn hưu khi mà mình già, mình có tiền mình xài, tại vì lúc đó mình đã không còn sức lao động nữa, mình có tiền mình xài, thì cái tiền thuế đó là cái nơi cứu cánh cho mình, là cứ hàng tháng mình lãnh lãnh tiền mình ăn, mình lãnh tiền mình ăn thôi. Đó là cái điểm cuối cùng mà người ở bên nước Mỹ này hầu như họ luôn tươm tất, họ làm về những cái việc là đóng thuế hàng năm hàng tháng. Tiếp đến là khi mà các bạn mua đồ á thì các bạn cũng phải đóng thuế luôn các bạn, giống như là ở bên Việt Nam mình đi siêu thị mà mình phải đóng thuế vậy đó. Tại vì đi siêu thị là ví dụ như các bạn mua một chai nước mắm 12.000 thì các bạn phải VAT 10% hoặc là 5% đó các bạn. Đó là đóng thuế, đồ ăn cũng phải đóng thuế. Thì chỉ trừ những cái tiểu bang là không đóng thuế thôi. Đối với cái tiểu bang của Minh ở là đóng thuế đồ ăn nha các bạn, có những tiểu bang khác là họ không có đóng thuế. Xong rồi á, khi các bạn mà mướn nhà, đối với
đối với cái cuộc sống mà cái người Việt của mình á, thì là mướn nhà rồi là cái đó là quyền quyền sử dụng của mình, là mình muốn xài sao mình xài, mình muốn làm sao mình làm, đúng không các bạn? Nhưng mà bên đây là không có nha các bạn. Nếu như các bạn mướn nhà thì các bạn phải tuân thủ những cái điều nhất định như sau: là không làm ồn hai, giống như láng giềng hai cái nhà kế bên. Ví dụ như khi mà các bạn làm ồn, các bạn ăn nhậu, các bạn la lớn quá, các bạn mở nhạc đùng 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 ảnh hưởng đến đến những người xung quanh, thì những người xung quanh họ có quyền gọi điện police, và police sẽ đến nhà bạn và kêu bằng có thể là nhắc nhở hoặc là phạt bạn hay gì đó. Thì cho nên khi mà mình mướn nhà là mình cũng phải giữ trật tự với hai cái người hàng xóm của mình. Tiếp đến là khi cái nhà của mình á, mình mướn á, những cái nhà mà nó có cái sân cỏ, ở bên Mỹ này các bạn thấy hầu như nhà nào cũng có sân cỏ đúng không? Và cái sân cỏ đó là bắt buộc phải cắt cỏ các bạn. Tại vì á, ở bên nước Mỹ này người ta bắt mình phải cắt cỏ. Nếu các bạn không cắt cỏ thì nó sẽ làm nó chứa muỗi các bạn. Và khi mà nó chứa muỗi thì nó sẽ tạo nên cái dịch bệnh là sốt xuất huyết, sốt xuất rét rồi đó các bạn. Cho nên đó hả, họ muốn cái khuôn viên cảnh của Việt Mỹ nó đẹp nhưng mà phải biết giữ gìn và phải biết cắt tỉa, phải biết gọn gàng, chứ không phải là cứ để tùm. Nếu như các bạn không cắt, các bạn chậm trễ, hay nhiều khi các bạn đi chơi một tháng hai tháng bạn về rồi cái chỗ nhà bạn mà không lo cắt cỏ thì người ta sẽ đến người ta cắt cho bạn và người ta phạt tiền, thay vì các bạn cắt mỗi bình thường thì 45 đồng hay là 35 đồng gì đó mà chính phủ họ đến họ cắt thì họ sẽ phạt tiền mình là 200 300 đồng đó. Đó là cái điều mà mình sống ở đây mình biết. Giống như hôm bữa nhà này của mình nè, cái máy cắt cỏ nó hư á, mình không có cắt được á, và mình rất là sợ họ lại họ phạt tiền các bạn và phải sửa cái máy hả cả tuần lễ mới sửa, cũng không sửa xong nữa, đến mà sửa không được tới phải là làm mướn người ta là cắt cỏ luôn đó các bạn. Rồi tiếp đến là khi mà các bạn mà sống ở bên đây á, các bạn phải đổ rác và phải phân loại rác nữa các bạn. Các bạn phải phân loại hai cái loại rác ra, nếu như mà tùy theo cái khu vực mình ở, tại vì mình thấy cái điều này là tùy theo khu vực mình ở và tùy theo tiểu bang nữa các bạn. Giống như hôm bữa mình qua Florida thì mình chơi ở nhà cái chị của mình á, thì chị mình tưởng là rác recycle bỏ riêng giống như bên chỗ của mình đang ở, thì chị ấy nói không, recycle và rác bỏ chung. Cái còn đối với ở bên đây nè các bạn, ở tiểu bang Washington DC và không phải tiểu bang Virginia, và ở Washington DC của mình đang ở thì là recycle và rác hai cái phân ra riêng các bạn, tách ra riêng. Và hai recycle là có một số đồ phải không được bỏ vô và một số đồ được bỏ, giống như là những cái đồ hộp, đồ giấy hay gì đó thì có những cái họ nhận nhưng mà có những cái họ không nhận. Cho nên khi mà mình ở đây các bạn, cái chị của mình á, bả nhiều khi bả phải lựa ra, ừ cái loại này là nó nhận nè, còn loại này nó không nhận. Giống như là hôm qua mình soạn đồ ra, rổ rổ mũ á thì mình bỏ bên recycle, còn chảo các bạn, chảo nồi niêu xoong chảo rồi đó thì mình lại bỏ bên cái thùng rác, tại chị nói là chảo là bên bên recycle nó không nhận, tại vì nó có một cái bảng giấy. Mình sẽ cho các bạn coi cái bảng giấy đó. Đây nè các bạn. Đây là cái bảng giấy mà họ gửi, họ gửi cho cái nhà của mình đó. Là các bạn thấy không? Đây là chảo nè. Chảo là không được bỏ vào nè, họ không nhận nè. Bóng đèn họ không nhận nè. Hộp giấy họ không nhận nè, ly mũ không nhận nè. Ly sành không nhận nè. Giấy chùi miệng những cái giấy và những cái đồ mà mình ăn rồi mình giục á, họ không nhận nè. Những cái đồ mà sử dụng một lần rồi dục mình ăn bánh sinh nhật rồi đó, pin nè cũng không nhận các bạn, đồ hộp cũng không nhận luôn nè các bạn. Đây là cái khu vực màu đỏ nè, là họ không nhận những cái đồ tái chế này. Và đây là những đồ họ nhận nè, là lon bia, đồ hộp, rồi mấy cái chai mà đựng đồ ăn rồi đó, ví dụ như nước mắm, chai nước mắm nữa các bạn, rồi những cái đồ hộp nè, sữa rồi đó, hộp sữa rồi nè, nè hộp chút rồi đó. Rồi đây là mấy cái đồ là giấy sách báo, rồi những cái ly mà họ ghi là có chất liệu nè, những cái chất liệu này là họ nhận nè, và những cái này họ không nhận. Đây nè, cái này là giấy bạc nè các bạn, giấy bạc nè, bình ga nè, thùng nhựa, rồi
cái hộp giấy đó. Đó là những cái mà họ nhận, và những cái họ không nhận họ sẽ gửi cho mình một cái tờ giấy như vậy. Thì không phải là chỗ nào nó cũng giống nhau, thì tùy tiểu bang thôi các bạn. Giống như hôm bữa mình tưởng là bên bên Florida nó cũng giống vậy, nhưng mà khi mình qua bển chơi thì chị đó chị nói là khác, nó không giống như vậy. Rồi các bạn, tiếp đến đó là khi mà mình đi chợ hay mình đi ra ngoài đường đó các bạn, là mình không được mặc đồ ngủ các bạn. Đối với ở nước Mỹ này, mình mặc đồ ngủ là mình là một người mất lịch sự lắm, nó không có được tế nhị. Và khi mà các bạn mặc đồ ngủ như vậy á, họ sẽ không có nói gì bạn đâu. Nó họ họ không nói, nhưng mà họ cười mình đó. Họ nói mình là không có được văn minh, mình là cái người kêu mà không có được ý tứ. Mình đi ra ngoài đường mà mình mặc những bộ đồ ngủ mình đi ra ngoài đường vậy là mình không có ý tứ, đó là họ cười mình đó các bạn. Rồi á, và các bạn biết không, đồ ngủ đối với cái người bên đây là những bộ đồ bộ các bạn, những bộ đồ bộ là đối với họ là đồ ngủ đó. Còn người Việt mình thì đồ bộ nhưng mà bông hoa hòe thì nó vẫn đẹp, mình có thể đi mặc ra ngoài đường, nhưng mà người Mỹ thì họ cho là những bộ đó là những bộ đồ ngủ. Các bạn có thể lấy cái áo bông của cái bộ đồ đó, các bạn có thể mặc chiếc cái quần màu khác thì họ cho là cái đồ đó là đồ lẻ, miễn lẻ là được, đừng có nguyên bộ, nguyên đồng bộ, những cái bộ mình đồ thun mà nguyên bộ á. Rồi, và bây giờ mình sẽ tiếp tục cái phần mà mình nói với các bạn lúc nãy đó ha. Thì á, khi mà lúc nào ở bên Mỹ họ luôn có ba câu nói là thank you, sorry và please. Đó là cảm ơn, xin lỗi và làm ơn. Thì ba cái câu nói này luôn luôn nằm hiện diện trên cái môi của họ. Ví dụ như là họ muốn đi ngang, là họ muốn xin phép mình đi qua, thì một là họ sẽ nói là please, hoặc là họ sẽ nói là sorry, là giống như là xin lỗi tôi có thể đi qua hay không á. Và cái câu ngắn gọn của họ là sorry. Rồi á, tại vì mình học được cái cách này khi mà mình đi chợ các bạn. Đối với Việt Nam á, thì khi mình đi chợ thì mình đi mình cứ né người ta thôi, có đâu có cần phải nói như vậy. Nhưng mà ở bên đây á, là các bạn phải nói như vậy để cho người khác biết là bạn bạn đang cần đi qua. Và các bạn biết không, ở bên đây á, họ hạn chế đụng vào nhau, không nên đụng vào cái người khác. Cho nên có nhiều khi bên Việt Nam mình đi đi mà có chần chút xíu bá vai bá tay rồi chuyện bình thường, nhưng mà bên đây là họ hạn chế những chuyện đó các bạn, vì mình không có biết là mình xui xui mình gặp những người họ làm mạng, họ là kiếm tiền, họ thưa thì rất là phiền phức. Cho nên á, thường là đi đâu hay qua bất cứ cái gì hả, hoặc là nhận được một cái sự giúp đỡ của cái người khác, ví dụ như người ta đi trước mình, người ta mở cửa, người ta nhường cho mình thì mình cũng cảm ơn, hoặc là mình đi vô chợ và người ta nhường cho mình tính tiền thì mình cũng cảm ơn họ. Đó là những cái câu cửa miệng mà một người kêu bằng đơn giản nhất mình cũng phải biết. Đó là những cái điều đó là mình đang học, mình qua đây và mình học dần phải làm quen với nó, giống như là cái đó là bản năng. Khi ai mà làm gì là mình phải thốt lên cái câu nói đó, gì giống như là ai mà làm gì mình cũng nói ô, hoặc là ơ trời ơi hay gì đó, giống như là cái đó là bản năng và phản xạ mình phải dùng những cái từ đó. Tiếp đến là cái điều mà mình cảm thấy hả ở bên đây rất là hay là các bạn biết không, người Mỹ họ rất đúng giờ các bạn. Họ luôn luôn, ví dụ như họ hẹn các bạn mấy giờ mình đến làm việc, mà nếu như các bạn trễ giờ coi như là họ sẽ hủy cái lịch trình với mình, và họ sẽ không xem trọng mình nữa, và họ coi là mình là người không có đàng hoàng và không có nghiêm túc trong công việc. Là hầu như là ai ở đây họ cũng rất đúng giờ, ví dụ bạn hẹn người ta 8 giờ là 8 giờ người ta sẽ đến, hoặc đôi khi người ta sẽ đến sớm 10 phút, 10 hoặc 15 phút người ta đợi mình, thà người ta đợi mình chứ mình giống như là không bao giờ để cho mình đợi người ta đâu các bạn. Và tiếp đến nữa là luôn có một cái sự ý thức trong cái tinh thần là phải xếp hàng, cho dù là đi toilet cũng phải đứng xếp hàng các bạn. Không phải giống như là ở trong toilet mà mình mắc tiểu quá mình cứ ai mà cứ mở cửa ra có chỗ trống rồi mình cứ đi vô thôi, là không có. Kể cả bạn mắc tiểu cỡ nào đi chăng nữa, bạn là người đến sau bạn cũng phải đứng đó bạn chờ, chờ cho người ta đi xong rồi mới tới lượt mình đi. Mình nói thiệt có nhiều người, bởi vì nhiều người mới qua có cái thói quen là kiểu đợi nước tới chân mới nhảy á, đi vô á, rồi đứng chờ không nổi, có nhiều khi là xón ra quần á, là cái chuyện đó là
Có đó các bạn, chứ không phải không có đâu nha các bạn. Tại vì ở bên đây là cái phép lịch sự là bạn phải chờ, dù là bạn đi toilet bạn cũng phải chờ đến lượt mình mới được. Rồi xong rồi cái điều kế nữa mình muốn nhắc đến đó là đi nếu có ai ở phía sau mình á thì á mình là cái người đàn ông thì cái người đi sau á là người phụ nữ, thì người đàn ông luôn luôn đứng lại và dịnh cửa cho người phụ nữ. Một là người phụ nữ đi đến và họ dịnh lại cái cửa và người đàn ông buông cái tay ra. Hai là người ta sẽ dịnh cái cửa cho bạn đi qua trước rồi họ sẽ đi theo sau mình. Đó là cái phép lịch sự mà thường là ở bên nước Mỹ này các bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều ở những nơi công cộng. Nhưng mà còn cái điều này là mình thấy nhiều khi ở bên Việt Nam không có nha các bạn. Có nhiều khi mình mới qua ở đây á, mình không có biết á, nhiều khi mình đang đi á, mình thấy người ta đi vô cái mình nhanh 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 mình đi theo để mình dịnh cái cửa lại, mình sợ cái cửa nó đóng mà mất công mình mở. Nó nặng á. Và các bạn biết không, nhiều khi mình vừa đi tới mình thấy là họ đang đứng chờ mình đó các bạn. Họ đang đứng chờ mình, cái họ cho mình đi qua xong rồi cái mình thấy mình rất là ngạc nhiên luôn. Lần đó là lần đầu tiên mình thấy như vậy luôn. Mình nói ô hay quá ha, ở đây có nhiều người họ làm trong giống như là cái đó là phép lịch sự của họ mà mình cảm thấy rất là hay các bạn. Họ chờ mình đi qua cái họ mở cửa cho mình, cái mình cảm ơn họ. Và có nhiều người các bạn biết không, người đàn ông đó, họ đi trước mình luôn và họ đứng ở đó họ để cho mình đi ra, hoặc là những người phụ nữ họ đi trước cái họ đứng họ dịnh cái cửa cho mình đi đến rồi họ mới buông cái cửa ra. Đó mình thấy cái điều này rất là hay ở bên nước Mỹ. Và tiếp đến nữa là mình kể cho các bạn nghe cái điều này là ở bên Mỹ cười với nhau đó là cười thân thiện. Ví dụ như cho là cái người đầu tiên các bạn gặp và người đó mình không biết đó là ai hết, mình cười với họ một cái đó là nụ cười thân thiện. Nhưng mà còn nếu như cái cười cái kiểu như vậy mà ở bên Việt Nam chắc người nó nói mình nó là mình cười khỉu, cười cười khẩy, cười ghét, cười cười khỉnh, cười khinh nó, chắc nó nhào vô nó quất cho mấy bạt tai, nó đấm cho vỡ mồm ra, hoặc là mẻ đầu sứt đầu mẻ trán ra rồi. Đó là mình thấy cái điều này cũng mắc cười. Tại vì khi mà mình qua đây á mình thấy hầu như ai gặp mình, kể cả là mình đi tập thể dục ha, hoặc mình đi chợ ha, thì chỉ cần là họ vô tình bắt gặp cái ánh mắt của mình nhìn họ thôi, họ sẽ cười với mình một cái nụ cười thân thiện. Rồi á có nhiều người thì họ sẽ hỏi thăm mà how are you hay gì đó, đại loại là cái câu cửa miệng của họ luôn. Rồi rồi xong rồi á, còn nếu như mà mình nghĩ là nếu như bên Việt Nam mà thì kiểu họ vô tình họ bắt gặp ánh mắt của ai đó đang dòm mình mà cái mình quay lại mình dòm người ta, cái mình cười người ta một cái chắc người ta tưởng là mình cười khinh nó đè nó quýnh thấy bà nội luôn á. Rồi á kế nữa là các bạn biết không, mua nhà là phải đóng thuế hàng năm, còn bên Việt Nam mình á hầu như là mua rồi là đứt luôn chứ đâu cần phải đóng. Và mình thấy cái điều này ở bên đây nó là phải giống như nó là một cái quy định như các bạn đó, rằng mọi người có một số người sẽ biết nhưng mà có một số người sẽ không biết chuyện này đâu. Rồi các bạn biết không, tiếp đến nữa là con nít ở bên Mỹ là không bao giờ đi học thêm. Các bạn biết không, con nít ở bên Mỹ này là không bao giờ đi học thêm, chỉ trừ những cái giờ học thêm là học ví dụ như học dạy học piano, học những cái văn hóa, những cái nghệ thuật hoặc là những cái môn thể thao thì có đi đi học ngoài giờ học thêm, chứ còn học chữ là chỉ là học trong lớp, học trong trường rồi là thôi, rồi đi về là họ không cho con nít học thêm nữa các bạn. Và con nít chỉ là họ cho phát triển theo tự nhiên, phải có giờ giấc ăn chơi, phải có sinh hoạt đi chơi rồi ra công viên hay gì đó, chứ họ không có bắt con nít phải học nhồi nhét kiến thức vào quá nhiều đó. Và các bạn biết không, một cái điều tuyệt đối nữa bên Mỹ này á, là rất là nhiều người họ kỵ, họ cảm thấy ghê lắm, đó là quấy mũi các bạn. Họ nói là mình mất lịch sự lắm, và họ nếu như họ thấy họ sẽ nói là yêu đó, mà lúc đó là mình biết các bạn, lúc sau là mình để ý là mình biết là yêu là ghê dơ á. Và các bạn biết không, khi mà cái đó là theo kiểu là người Mỹ họ rất là kỵ luôn, kỵ lắm, rất kỵ các bạn. Rồi sau tiếp nữa là tránh nói tiếng Việt trước mặt họ. Vì như vậy nè, các bạn biết không, thường á, những người họ làm nail á, và hoặc là những người mà họ làm ở những cái chỗ mà đông người á, thì mình cũng nghe rất là nhiều người chia sẻ rồi, là khi mà mình làm ở trong một cái tiệm hay là mình đang đứng nói chuyện với người 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 Mỹ
nhưng mà ở đó có người Việt và mình nói chuyện với cái người Việt bằng tiếng Việt thì cái người Mỹ đứng ở đó họ sẽ nghĩ là mình nói xấu họ và họ cảm thấy rất là khó chịu. Cho nên á hả, tránh tuyệt đối đừng nói tiếng Việt trước mặt cái người Mỹ, vì á hả, chỉ ví dụ như đối với mình đây, mình không biết tiếng Việt thì mình nói tiếng Việt là cái chuyện là dĩ nhiên, thì họ có thể chấp nhận được vì họ biết là mình không biết nói tiếng Việt, không biết nói tiếng Anh. Nhưng mà còn đối với người mình là người đã biết tiếng Anh mà mình đứng trước mặt họ mà mình nói tiếng Việt á, thì họ nghĩ là mình đang nói xấu họ. Và mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện này. Có một bà chị, bà làm nail, mà lúc đó bà là giống như bà nói với con nhỏ làm chung á, nó em mày đưa cho tao cái gì vậy đó. Nhưng mà nó giống như là nó hơi bực mình vì con nhỏ nó đã lấy đồ của mình xài. Xong cái con nhỏ Mỹ nó mới hỏi là mày đang nói xấu gì tao vậy. Cái xong cái bà chị bà mới nói là ô tao không có nói xấu gì mày hết, tao chỉ nói là con kia hãy đưa đồ đó cho tao, tại sao nó lại lấy đồ tao như vậy thôi. Thì các bạn biết không, là họ rất khó chịu khi mà các bạn nói tiếng Việt trước mặt họ, họ nghĩ là mình nói xấu họ các bạn. Thì nếu như mà mình biết được cái điều này thì mình cũng nên tránh một chút, giống như là đang ngồi trước mặt người ta mà mình đi nói tiếng khác, tất nhiên là mình không muốn người ta nghe một cái câu chuyện gì đó. Một là các bạn nói xấu người khác, hai là các bạn mượn tiền bạn sợ người ta biết thôi. Đó là cái điều mà mình thấy phải sống lâu mới biết được những cái chuyện như thế này. Kế nữa là các bạn biết không, khi mà ở bên đây á, những người Mỹ á, họ thường có thói quen là đi toilet rửa tay, dù là họ vô trong toilet họ trang điểm lại hay là họ tô miếng son họ cũng rửa cái tay cái nữa rồi xong họ mới đi ra. Đó là cái cách thói quen của họ rồi. Và các bạn biết không, có nhiều người họ làm trong sở đó các bạn, cái họ 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 hay xù xì với nhau về cái những người mà châu Á mình hoặc là những người Ấn Độ rồi đó, họ thường á họ họ chỉ rửa tay bằng nước thôi. Và cái người Mỹ họ nói như vậy là không có sạch. Và ví dụ như cho là có người là không rửa tay bằng nước luôn thì họ cho cái đó là không sạch, họ hay xù xì với nhau lắm. Cho nên á các bạn biết không, ở bên đây thì các bạn nên tránh những cái trường hợp là mình phải tập cho mình cái thói quen là khi mà đi toilet xong đi ra thì nên rửa tay bằng xà bông đàng hoàng. Đó là cái người Mỹ họ họ như vậy mới gọi là sạch. Đó là các bạn biết không, nhiều khi bây giờ mình vô trong toilet mình chỉ cần chải lại mái tóc hay là trang điểm hay là gì đó mà mình không không có không có không có theo kiểu là không có vệ sinh lại, cái họ nói là mình dơ là họ không có nói trước mặt mình đâu, họ sẽ quay sau lưng họ xù xì với nhau á. Cho nên đó hả, những cái điều này mình biết được từ những cái anh chị em và mình đi được, khi mà mình đi ra ngoài á, mình hoạt động đi đến những nơi công cộng á, và mình được chỉ, mình được mấy bà chị chỉ cho mình thấy những cái điều đó đó các bạn. Thì và mình cũng được mấy bà chị dạy dạy cho những cái điều là mình đi ra đó là mình không nên làm như vậy như vậy, và họ nói cho mình nghe từ ly từ tí những cái điều mà nhỏ nhất ở bên nước Mỹ này để mình có thể tránh tránh làm tự mất mặt mình đó các bạn, hiểu không? Cho nên ngày hôm nay mình nhớ là những cái chuyện này mình đem lên đây mình chia sẻ với tất cả mọi người. Mong là những người nào đó sắp định cư Mỹ hoặc là những người nào ở bên Việt Nam thì hiểu hơn về cái nhỏ nhặt nhất ở bên nước Mỹ là mình nên làm gì và không nên làm gì nha các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video của mình nha. Tóc nó bị rối quá. Bây giờ hẹn gặp lại mọi người vào những video sau và đừng quên đăng ký ủng hộ kênh cho mình. Nếu các bạn cảm thấy thích video này hãy like cho mình một like nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye.